Hi, xin chào mọi người nhé. Thì buổi chiều hôm qua sau khi mà khoan toàn bộ những cái cây luồng xong thì hôm nay sẽ bắt đầu ngâm với mọi người. Đây tôi đã kết hai cái bè này mọi người. Bây giờ sẽ cho toàn bộ những cái cây này này. Xong rồi tức là cho bên dưới hai cái cây bè này. Sau khi mà mình cho toàn bộ những cái cây luồng này xuống bên dưới ao ấy, mình sẽ đặt hai cái bè ở hai đầu cây luồng, sau đó mình cho những cái hòn đá. Đây, tôi đã vác một cái đá vào đây này. Cho đặt những cái hòn đá ở hai bên đầu của hai cái cây bè này này. Đặt đầu bên này và đầu bên này thì nó sẽ tạo thành một cái lực đè toàn bộ những cái cây luồng xuống dưới. Làm sao cho cả cái cây bè và toàn bộ những cái cây luồng này phải chìm hoàn toàn xuống dưới nước nha mọi người. Ok, và bây giờ sẽ bắt đầu xuống dưới nước. Với cái thời tiết của tháng 12 thì cũng khá là ngại nha mọi người. Ok, bắt đầu thôi. Chắc lạnh lắm đấy. Đây, mấy cái cây bè này cũng hôm qua cũng khoan xong cho nên là chỉ cần nhúng vào nước là nước sẽ chui vào bên trong. Như vậy là đã xong nhá mọi người. Ui, lạnh quá. Tím hết môi rồi này. Tại vì dầm dưới ao rất là lâu nhá mọi người. Với lại vác mấy cái đá rất là to, đâm ra là kiệt sức rồi. Đây, tất cả những cái đoạn cây luồng đã chìm hoàn toàn dưới nước nhá mọi người. Ui dồi, tím tái hết người rồi. Lạnh quá mọi người ạ. Cực kỳ là lạnh luôn. Ôi dồi, lạnh hết cả người. Đá này phải tìm xung quanh đây mới có nhá mọi người. Đây, lục hết tất cả những cái khe suối này. Đây, cái đoạn mép bên kia rất là sâu nhá. Cái độ sâu của nó là cao ngang vai mọi người, cho nên là ướt hết người này. Vì mùa đông cho nên là cái thời gian ngâm nó sẽ chậm hơn so với mùa hè mọi người, tại vì nước nó lạnh. Ok, tôi sẽ kết thúc video ở đây. Cảm ơn mọi người đã xem video nhá. Nếu thấy hay và bổ ích thì mọi người hãy đăng ký kênh để ủng hộ Giang Xe Vlog nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.